đại diện toàn thể chi nhánh Cát Nghi gửi lời chào đến các cô chú, các anh chị và các bạn có mặt trong đêm nay hôm nay. Và em rất vui khi được giới thiệu với mọi người tiết mục của chi nhánh Cát Nghi đã tập luyện đặc biệt cho buổi gala này. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Bên trong một ngôi làng văn hóa nằm trên bản đồ hình chữ SC, có một cái trường tiểu học Thiết Thạch nổi tiếng với những học sinh ngoan hiền và có văn hóa. Nhưng sự thật, bên trong lại tồn tại một tập đoàn cá biệt và vang danh với sự dẫn dắt của bộ ba quyền lực Khủng Long Bảo Chúa, Đại Ca Huy và Ly Cơ Đô. Tập đoàn các lớp của cô cậu này chuyên bắt nạt những lớp còn lại. Và lớp học Cát Nghi, một lớp học nhút nhát lại luôn tách biệt với mọi người, đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm của các cuộc bắt nạt. Cát Nghi chỉ biết chịu đựng nhưng vẫn hy vọng sẽ có ngày lấy lại được chút danh dự cuối cùng. Vì vậy, khi nhận được thông tin trường Thiết Thạch tổ chức cuộc thi văn nghệ tạm biệt rằm tháng cô Hồng, lớp Cát Nghi đã có ý định tham gia và quyết tâm giật giải để chứng tỏ rằng mình không phải là kẻ thua cuộc. Yam cho bong trong thơ khăng đại phút óc kẹt cài hoa thơ sai lời nhớ nôn nang mắt căng căng thơ ô trong bận thơ cứ thơ cù điềm nhạc sâm phật gặp thơ cùng phiêu đi lẹm phiêu hút trái núi cằn nhạc hơi thơ mà đường khăn khăn cho đại cùng mang rắc căn sọ hồn. Trời ơi, giận dễ sợ luôn á. Mấy bạn này đã này hẹn ở đây rồi, hẹn ở đây tập rồi mà sao không thấy ai hết trơn á. Mấy bạn ơi, mấy bạn đâu rồi, mấy bạn ơi? Mấy bạn ơi. Chấm ơi, đi đập chân nghệ mà chọn cái chỗ gì mà rừng rú, tối thui tối mò gì ghê quá vậy. Giờ sao, giờ buổi sáng thì mình đi học rồi thì buổi tối mình phải tập thôi chứ giờ biết giờ nào giờ. Mà giữ tích một gì chưa? Chưa có mới ra đây. Lóc đại ca, bọn nó đang làm gì kìa, lại hỏi xem con. Ai vậy? Cái đứa đang làm gì đó hả? Biết đây là đâu không? Là tôi làm gì vậy tôi? Các bạn biết tôi là ai, các bạn nói chuyện là mà. Ai? Tôi là Khủng Long Bảo Chúa. Khủng Long Bảo Chúa là ai vậy? Tôi nhìn chùm râu này quen lắm nha. Tôi ông con hiệu trưởng trường mình á. À trời ơi. Rồi sao bạn có tiết mục gì không? Cái giải này là của tôi rồi. Tiết mục này là ba tôi dạy cho tôi ha. Ba tôi dạy tôi là múa lửa tại cây xăng. Trời ơi, ghê vậy? Diễn đi bạn ơi. Cầm bình thử đi, đại ca. Diễn cho nó coi, đại ca. Đó, thấy chưa? Hay nha. Lỗi em, để em xử lý. Bạn là ai? Để Huy đại ca xử lý vụ này. Đầu tiên thì anh xin giới thiệu anh là Huy đại ca. Thứ hai là theo quan điểm của anh, các em có thể đi thi tất cả những thứ gì các em cần, các em muốn, nhưng mà các em phải giỏi. Phải giỏi mới có thể đi thi. Mà anh xem các em. Anh nói hay quá, anh thể hiện đi chứ. Tiết mục của anh là gì? Tiết mục. Tất nhiên anh sẽ có tiết mục, mà tiết mục này anh chuẩn bị rất lâu rồi. Từ lúc trong bụng mẹ anh đã tập tạ. Nhìn này, thấy cơ bắp chưa? Rồi chưa? Không những tập tạ, anh còn ca vọng cổ trong lúc tập tạ. Cái mất vợ chưa? Có ý kiến gì chưa? Anh làm thử đi, làm thử cho đi. Lần này thì anh sẽ khoe cơ bắp cho ha. Đó. Thấy gì chưa? 36 cái xương sườn hợp thành một bộ xương. Trời ơi. Tập tạ từ nhỏ đấy hả? Để em. Các bạn biết tôi là ai không? Bạn là ai? Tôi là Ly Cơ Đô. Đô. Các bạn biết tiết mục của tôi là cái gì không? Tiết mục gì á bà? Tôi sẽ diễn tiết mục marker tôi dạy cho tôi á. Marker tôi dạy tôi là nhảy sexy dance nè. Múa cột nè. Thể dục dụng cụ nè, thấy ghê chưa? Sexy dance được á. Để tôi diễn cho coi nha, để tôi diễn cho coi nha. Sexy dance cơ, sexy dance diễn. Nè, tiết mục này là của mình rồi, giải này của mình rồi, mấy bạn về hết đi, đừng có diễn nữa, ok? Nghiêm đi, đừng nói nữa, đi về. Đang lúc cởi đồ hay mà. Mấy bạn đâu mình có lâu chưa? Mấy bạn đã bình có lâu chưa? Mấy bạn đã bình có lâu chưa? Có tiết mục gì chưa? Mày có tiết mục gì chưa? Nắm tay hoài à?
Có thôi, giờ mình bàn đi. Thôi thôi thôi, thì bây giờ chưa có thì qua đi ngồi bàn đi. Tao nghe cái tiếng gì vậy mày? Tụi mày có nghe tiếng không? Có nghe cái gì không? Nghe tiếng ghê. Đêm rồi nha, tụi giỡn. Khoan, điện thoại tao đó. Thôi giờ tao tắt nè. Mày hết chuyện. 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 Mày hết mà giờ sao vậy? Sao Mẹ thì chơi nó thôi chứ tại sao phải chạy? Chơi. Bây giờ biết sao giờ? Cặp má mà sợ đi, chạy đi. Trời ơi, bắt lại đi. Tao sợ lắm mày. Giờ sao giờ? Mày cứ chạy gì, chết nó làm sao? Trời ơi. Chứ bây giờ là... Thôi chở nó, mày... Chở nó vô cùng cờ đi, mai nhờ cho cô giáo. Mày mét cô. Cho tao... Khoan. Mấy mẹ. Nói đi, tao mới xuất hiện cảnh đầu tiên quýnh tao như con chó vậy. Bây giờ mấy đứa đừng có chối cô vô cột cờ. Sáng lên là ánh nắng lên là cô chết liền. Thôi bây giờ mấy đứa thả cô đi. Đổi lại cô sẽ dạy mấy đứa tiết mục văn nghệ nghe. Làm sao tụi con tin được cô? Cái hồi còn sống là cô làm trong đoàn Lotto ca múa nhạc. Cái gì cô cũng biết hết. Thiệt không? Thiệt mẹ. Thôi giờ tin nó đi bay. Bây giờ tụi mày cũng cần có tiết mục biểu diễn đúng không? Mình thôi, có thì thả nó ra đi. Kéo nó lên. Bà mẹ đi nhắc ma không coi ngày. Kéo lên cầu. Ây da. Sảy thai rồi. Ây da, trời ơi. Trời ơi, tao lọt vô cái động gì vậy ta? Ủa? Thằng này lớp mấy đây? Dạ, lớp 4. Lớp 4 hả cô? Lớp 4 hả cô? Bà mẹ, nhà ba má cho ăn thuốc tăng trưởng gì mà giờ. Trời ơi, có râu nữa kìa, vậy thì sớm hả mày? Trời, mà ủa mà tao là ma ba lắc mà tụi bay sợ tao luôn hả? Ủa? Tụi tôi đâu có sợ mà. Mà ba lắc là ai vậy? Lắc có ba cái sao phải sợ? Lắc vô mỏ mày giờ. Ma ba lắc là con ma sơ đang chiếu ngoài đạp đó mấy mẹ, bộ không coi hả? À, cái phim ma sơ mày coi đạp á. Mà tụi tôi đâu đủ 18 cộng mà coi. Dạ đúng rồi, tụi tôi đâu đủ 18 cộng đó cô. Trời, trong rừng trong rú, cắm xuống cắm heo, tụi bay không có cập nhật cái gì hết trơn á. Thôi bây giờ cô quên, cô phải giữ hình tượng trong sáng ngọc nữ của cô phải hiền, cô quên. Trời ơi, mấy đứa. Thôi bây giờ để cô trở lại vấn đề chính nè. Bây giờ tụi con ai có cái khả năng gì có thể xung phong để cô hướng dẫn tụi con một tiết mục văn nghệ để đi thi nè. Để con. Thằng Long cái chết. Cái gì nó cũng biết hết rồi. Cái gì cũng biết, giờ mày làm cái gì? Giờ cô thích cái gì con chiều cái đó. Hay là hip hop đi ha. Ê, được, cô thích cô chịu đó. Cái mấy nhạc coi. Ok. Are you ready? You ready? Ok, let's go. Trời ơi, rồi bị vậy? Rồi gãy mẹ nó xương bánh chè này. Có nước xương chậu không? Coi chừng không đẻ được nghe. Cái gì vậy? Nó nhảy hip hop á cô. Nó nhảy hip hop? Dạ đúng rồi, nhảy hip hop á cô. Đúng rồi đó, tao thấy nó giống như là bây giờ kinh phong vậy đó. Trời ơi, nhảy cái này là chết. Thôi bây giờ để cô... Sao được rồi, cô sẽ thị phạm cho tụi con một bài nhảy an toàn, không tốn sức, không nguy hiểm, không gây ô nhiễm môi trường. Ok không? Dạ.
Rồi giờ ba mập vô hỗ trợ tao cái coi. Trời ơi, tiền chối quá. Trời, tao không thấy gì luôn á. À đó, được á. Trời, cô làm gì ta? Cô làm gì lâu dữ nữa? Không biết nữa. Trời, làm gì trời? Sao tắt đèn có hơi sợ ma lắm luôn á. Phúc, ghê quá à. Trời, cô lâu á. Má ơi, cứu con. Ý nó là mới tủ đang sạn ngoài kia hả? Không biết nữa, trong hồi này. Cô ơi, nhanh xíu cô ơi, tụi con đợi lâu quá à. Tối quá tụi mày ơi. Trời ơi. Ê, cho tao quay đứng chung đi, chứ tao đứng đây tao sợ quá. Ôi chúa. Cô sao không cô? Dạ, cô. Nào để con đỡ cô dậy. Thằng nào, con nào, cu hồn các đảng nào đạp tao thì tao đang phiêu mà. Gió, gió cô ơi. Gió nó thổi gió hả? Mà chú qua lắc ơi, sao chú nhảy cái vậy sao tụi con nhảy theo chú được. Bà nội mẹ nó. Tao tới mức như vậy mà mày kêu tao chú mà mày các đảng. Đi cho mày. Tao nhìn cái mặt nó là tao thấy không có chuyển vọng rồi. Cái mặt của nó nhìn không ưa, không có thích hợp cho anh đèn sân khấu, tụi bay hiểu không? Bây giờ tụi bay ngoài nhảy ra. Bây giờ hát nghe, hát. Bây giờ đứa nào có tài năng hát, cao tay lên. Con. Ai? Con. Còn con. Ai nữa không? Con. Ai cũng được. Con. Ai cũng được. Con đi. Con. Mày ra đây. Hát hay lắm cơ. Mắc nợ mày hay gì á? Vậy hát được không? Con hát hay lắm cô. Con là cô bỏ qua những chuyện trước đây. Dạ. Rồi bây giờ là con hát, bây giờ con giới thiệu mấy bạn nghe nè. Con diễn cho cô và các bạn nghe bài Đâu Chỉ Đi Ngang của ca sĩ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm. Trời, tao mê Mỹ Tâm lắm nghe. Trời ơi, hồi còn sống tao nghe Mỹ Tâm hoài. Rồi bắt nhạc anh hát đi. Tắt nhạc. Anh không trai, trái tim cô. Bà nào mẹ nó, nào lụm vô mắt kiến đó coi. Cảm ơn đẹp trai. Đeo vô. Tao đã nói rồi, không có hát được thì đừng có đú đẩn bước ra đây, ok? Tao không có ưa mày chút xíu nào luôn á. Đi vô lát cho 50.000 cắt kiến mới. Đi vô mày. Đi. Trời ơi, tao mắc nợ tụi bay. Trời ơi, tao sợ tụi bay quá, tụi bay là giống lòi gì á. Thôi bây giờ, một cơ hội nữa nghe. Bây giờ, không có hát hay, hát bình thường thôi. Bình thường. Dễ thương, đó, bình thường mà dễ thương đúng không con? Okay. Dễ thương. Lương bất thủ dễ thương. Con chỉ cho con, đây. Nó rất dễ thương con. Cưng chưa, trời ơi. Dễ thương nè. Trời ơi, nhìn mặt dễ thương. Xa lánh tao vì mày, dễ thương mà, lại đi cô cưng con. Bây giờ con hát bài gì con giới thiệu cho cô với mấy bạn nghe nè. Nè, giới thiệu nè. Ngại, trời ơi. Cái hồi cô mới lên sân khấu, bước ra đây mới có ánh đèn sân khấu chiếu vô con cũng đứng đây tối không ai thấy mặt con đâu. Bây giờ, nè, vô đây nè. Bây giờ con, giờ một câu hỏi nữa nghe. Bây giờ con hát bài gì con giới thiệu nè. Trời ơi, cưng dễ sao lắm. Bây giờ, cơ hội cuối nghe, hát bài gì giới thiệu nè. 1, 2, 3.
gồm ghê quá à. Thôi dẹp mẹ đi, đi với mày. Trời ơi, giới thiệu ra tới đó rồi. Trời ơi, con bóng thiếu sức sống. Trời đất ơi, bây giờ thôi cô cũng héo lời với lớp tụi con rồi, bây giờ một thành viên nữa nghe, ai cũng được, hát cũng được, thuộc lời là được. À, học giỏi, học giỏi, học giỏi, bước ra liền. Mặt mày sáng láng nè, cô thích sáng sủa, bước ra giữa sân khấu liền, cưng quá. Thôi bây giờ ai cũng giữ hơn được hai bên đó. Bây giờ khỏi giới thiệu nghe, vô nhạc luôn, hát để cô bắt giọng cho nè. Hai ba. Tròn tròn tam giác, tròn tròn vuông, tròn tròn tam giác, tròn tròn vuông, vuông tròn tam giác, vuông tròn tam giác. Hey! Tròn tròn tam giác, tròn tròn vuông, tròn tròn tam giác, tròn tròn vuông, vuông tròn tam giác, vuông tròn tam giác, vuông tròn vuông. Hay quá rồi. Điệp khúc đâu, điệp khúc. Dạ, hai điệp khúc rồi cơ. Nói vậy thôi cô. Hết rồi. Hết rồi. Tao tưởng nó mới dạo nhạc thôi chứ. Nhiều đó thôi á. Lớp con dạy có nhiêu đó hả cô ơi? Lớp tụi bay dạy. Dạ đúng rồi. Giờ thầy cô dạy tụi bay cái ngôn ngữ của chống lòi gì mà tao nghe không hiểu gì vậy. Dạ dạy chung ngôn ngữ cái làng kia á cô. Tam giác tròn vuông á cô. Trời ơi. Cái làng bên cạnh đó cô ạ. Cái làng gì mà, cái làng gì mà đầy than ta, cái làng gì mà cái gì đầy than ta, tao quên rồi. Cái đó là làng đầy thôn. À, làng đầy thôn, là làng đầy thôn. Cô đừng có đầy cái kia. Mỗi lần tao nhìn xuống dưới là tao nhớ tới cái tên làng đó liền luôn á. Thiệt á chứ. Rồi, bây giờ thiệt chứ cô. Cô cũng muốn tạo điều kiện cho tụi con lắm, nhưng mà tụi con không phải sinh ra để vào showbiz như cô hiểu hôn. Các con không thể có số 3 đo 3 dòng mà chuẩn như cô để bước vô showbiz được. Cho nên bây giờ là cái gì bây giờ ta? Thôi bây giờ ngoài nhảy với hát ra bây giờ còn cái gì mà tụi bay làm được nữa không? Con độc đáo được cô ơi. Đúng rồi, nó làm được. Nó độc đáo ơi, kỳ vọng lắm nghe, bước cái có mấy cái. Kỳ vọng lắm cưng, trời ơi, ăn gì bụng dữ, con lèo không đây nè. Rồi bây giờ con rap bài gì đó con nghe nè. Bài chỉ mình tôi có cây trần á con. Cây trần? Trời con cây sơn mà, cũng không biết hả? Mày là cây sơn em cây trần hả? Rồi vô luôn. Cho mấy biết nè. Hello. 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 Đám cưới em xin hát một bài á. Tình cảm bên đây sâu lắng á. Tặng cho cô dâu chú rể. Đem động phòng quẩy cho nó hăng á. Tay này anh cầm ly rượu. Mừng mà tay kia cầm mít cà rô. Chứ cái bác đã vô mấy cái nhà trai nhà gái cùng nhau lên đô. Ngày xưa nắm tay em qua kênh xanh xanh em nói em yêu anh. Tình yêu hẹn nước ngày thốt ngày nào sẽ bỏ anh đi nhanh. Cô chuối hú hí ngày nào, cầu che ấm áp ngày nào. Tan quen hết cả cõi lòng cái biết tin người ta trao em chầu cao. Thì á, chiều nay đi công trình lớn á. Treo mình cái 30 thước cao á. Chưa xong mà cô. Ô, ô la la con. Thật là triển vọng. Con đọc rap như ước vậy mà con gán lòng quảng cáo vô để con kiếm tiền của Thiết Thành nữa hả con? Tại vì là làm sao con nhỏ con được có đú đỡn như vậy con hiểu không? Con đi vô đi tao tán mày tới giờ đó. Thôi bây giờ à, muốn quảng cáo kiếm tiền gì? Đừng có nói là cô hẹp hòi mấy đứa nha. Bây giờ cô sẽ cho mấy đứa biết như thế nào là rap quảng cáo. Giờ Thiết Thành đúng không? Dạ đúng rồi cô. Trong Thiết Thành nó có cái mối nhỏ nhỏ các nghĩ vậy? Dạ đúng rồi. Các nghi tao để tao lớp chạy, con á tao chạy phép tính cái cậu. Ok cho beat lên cày. Thiết Thành trong huyết mạch công ty đối thủ đây đã giết sạch chất lượng từ khâu lát gạch từng chầm sàn tách nằm trong kế hoạch. Và các ghi luôn nằm trong tâm trí đó là báo thiết kế sáng tạo cho thêm tí nội thất là đam mê ít khi nào suy nghĩ cứ vậy đi kiếm tiền cuốn nó sang mình đi Mỹ. Đi Mỹ đâu có gì vui nhỉ hay là đi Lâm Đồng công ty mình còn ngắm khỉ. Sẽ đi làm từ thiện chưa mà cho thú vị có đây mình trang điểm lòng lại để đi thi. Gala Dinner anh kêu rap cứ như đây là ngâm thơ. Gala Dinner anh đọc rap cứ như đây là ngâm thơ. Chú qua lắc rồi, chú qua lắc rồi, chú chú
chú rap hay quá, chú chỉ con tụi con rap gì đi chú qua lắc chú. Quỷ nào làm tiếng thiếu sức sống vậy? Cái micro đâu? Trời đất ơi. Lại một lần nữa, lại một lần nữa. Đánh nữa hả? Chú thật một lần thôi. Cái này thiệt nè. Trời ơi, cái mất kiến này tao chắc tao giết nó quá. Bây giờ cho kêu đúng rồi, bán khỏi nó đèo tao bán nó rớt cũng vậy hả? Bây giờ kêu lại một lần nữa. Đúng rồi, bán đúng rồi, còn chính xác bán. Bác bà nội mày. Một lần nữa. Anh, đúng rồi, anh bà lạc. Lần này đúng rồi. Anh bà nội mày. Thì chứ sao tao giết hai đứa làm tiếng này quá ta. Chị dậy ba lắc, chị đẹp ba lắc. Câu trả lời cuối cùng là câu trả lời chính xác. Con đi rồi. Mày nên biến vào phía sau cánh gà cho đến khi mà kết thúc gala dinner luôn đi. Đừng để tao thấy mặt mày một lần nào nữa. Ok. Trời ơi, chắc tổ BD giật mày chết quá. Tao đã như vậy. Tao đã tới mức độ như vậy mà mày kêu tao chú hoài vậy thằng khốn nạn. Nghiệp tụ dành môi. Thôi bây giờ trời ơi, nhìn vô đội hình cái lớp tụi con thiệt chứ. Bây giờ cô không biết sao luôn á. Thôi bây giờ một lần cuối ngang, một câu hỏi cuối ngang. Bây giờ cô hỏi nè, và mấy đứa thích cái gì? Siêu nhất. Con ghét ma bê đê. Trời ơi, trời, tao tổn thương quá, tao tổn thương lắm rồi. Không ai, không ai. Đứa nào? Gió. Trời ơi, cái lớp tụi bay cua hàm cứ đã quá. Trời ơi, tao sợ tụi bay quá trời luôn á. Cứ đụng chạm tới cái nỗi đau thầm kín của cô hoài vậy. Bây giờ thích siêu nhân đúng không? Dạ. Thôi bây giờ để cô có một cách. Cô sẽ biến phép cho tụi con những cây đũa phép. Tụi con chỉ cần cầm những cây đũa phép đó là tụi con có thể múa một bài múa siêu nhân hay, đẹp, chuẩn để đạt giải nhất gala dinner. Chịu hôn? Dạ chịu. Dạ chịu. Thấy mẹ, từ. Cái cây đũa phép của cô đâu rồi ta? Từ. Rồi. Kiếm phụ con mấy đứa. Kiếm giúp cô mấy đây, mấy đứa. Nè cô ơi. Cô xin lỗi cô. Chúc mẹ. Trời ơi. Trời đất ơi. Đúng rồi cô ơi. Cố tình trồng hoa, hoa không nở. Vô tình trồng đích, đích nở hoa. Trời ơi, chùi vô áo nó kìa. Ghê quá à. Sao, vẫn còn được lắm. Bây giờ mình xịt dầu thơm, mình xài bình thường. Đây là cây đũa phép 8.965,4 triệu năm của cô. Bây giờ cô sẽ biến cho tụi con. Nhưng mà điều kiện là nhắm mắt lại. Đừng hí nghe, nhắm mắt lại. Dạ, tụi con nhắm mắt. Để cô niệm thần chú xíu nghe. Bla xì bù, chuyện này đi công trình lớn. Từ bên trên 30 thước cao, tổ bê đê phù hộ cho con. Rồi mở mắt đi tụi con, mở mắt đi. Trời ơi, đẹp quá cô ơi. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy. Đây, tao quảng cáo đâu có sai. Tao quảng cáo là đúng. Chắc con. Tao biến là phép đồ effect đồ đàng hoàng. Kỹ xảo hiệu ứng đồ. Bây giờ vô đội hình nè, trời ơi. Dắp té sắp mặt lờ bây giờ. Vô đội hình đi ngang. Cây này chắc tao phải đi khử mùi cây này quá. Music. Woo!
Con lại mấy cha mấy mẹ. Ủa, mới vợt lần đầu đâu phải là thắng rồi đâu mấy mẹ ơi, chưa trao giải mà gì vậy? Sao mà bước ra đây, bước ra đây. Những gương mặt tụi bay bước ra đây. Tao sẽ mãi không quên tụi bay. Bước ra đây, bước ra nữa, người ta mới thấy tụi bay cái cấu này cao dữ lắm. Thôi, cũng tạm được. Thôi bây giờ cô thấy là tụi con cũng múa được rồi. Trời cũng đã gần sáng, cũng đã đến lúc chúng ta phải chia tay và cô phải đi. Chứ để mặt trời lên là cô hồn phi phách tán thấy mụ nội cô. Nha, tạm biệt tụi con. Thôi, tụi con đừng buồn. Cô bật mí luôn là những cây đèn đó không có phép gì cả. Đó chỉ là những cây đèn tầm thường cô mua ở trên Lazada với giá 15.600 đồng một cây thôi. Cô chỉ muốn tụi con hiểu rằng chỉ cần có sự tự tin, tụi con sẽ làm được tất cả mọi thứ. Thôi, cô đi đây. Cô ơi, tháng 7 mưa ngâu có cầu hổ thước trên dãy ngân hà chứ tụi con. Lộn. Lộn tụi bà mẹ. Tụi con cảm ơn cô, nhờ có cô mà cô đã giúp được tụi con có những tiết mục hay như vậy. Cảm ơn cô lắm ạ. Khỏi cảm ơn, ngày lễ, ngày rằm, sinh nhật Bác Hồ đốt cho cô xây sắp giấy tiền vàng bạc là cô cảm ơn rồi, ok. Hình như là cái nào phải cái lớp mà cái trại tâm thần tụi bay chia tay tao cũng không được bình thường hay sao á. Ê tụi bay trời ơi cảm động chưa kìa, suốt cái vô mỏ mình giờ lấy mai tuột quần quý vị. Nãy đâu có bông lũng miếng vớ rồi nè, không biết đền ra ai nè nãy giờ. Thôi không nhạc, không chửi nữa, cô hết hơi để chửi, bây giờ cô đi vô. Bây giờ là kết thúc thiệt nha, ta không giỡn. Tạm biệt cô. Con tạm biệt chú. Chú mụ nội mà giả vô mỏ miệng giờ à. Yêu nghiệt. Xin cảm ơn các bạn quý vị thân yêu ạ.